Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thứ nữ. Tác giả, bất du vinh tiểu ngư. Thể loại, ngôn tình xuyên không, ra đấu. Thứ nữ. Bất du vịnh tiểu ngư. Chương 67. Lúc này, lãnh hoa hiên đã đến gần, thần sắc bình thản ung dung vẫn là bộ dáng vân đạm khinh phong ánh mắt ôn hòa không có nửa điểm kinh hoàng cẩm nương liền nghị, chẳng nam nhân vừa rồi không phải lãnh hoa hiên hoặc chính là lãnh hoa hiên như vậy hắn quá biết diễn xuất a à, lòng dạ sâu không lường được bất quá cẩm nương ưa thích người có ánh mắt độ lượng do hắn dùng ánh mắt đó để nhìn mọi người nên nàng thật không tin người có ánh mắt ấm áp như thế lại là người bội tình bạc nghĩa ngay cả thân sinh cốt nhục của mình cũng muốn giết chết chị dâu thế tử phu nhân sao lại ngồi ngoài này thời tiết xe lạnh vẫn nên vào nhà ngồi đi lãnh hoa hiên đi qua nơi này nhìn thấy cẩm nương cùng vân nương ngồi chung trong rừng trúc thì giật mình nói vân nương đang dùng ánh mắt nhìn kỹ hắn đôi mi thanh tú cau lại đã bị phát hiện rồi sao người này lại chấn định như vậy ta cùng đại tỷ yêu mến lệ trúc cho nên cùng nàng đến ngắm, nơi này yên tĩnh, dễ nói chuyện. Cẩm Nương vừa nói vừa cười. "Ừ, ngồi một lúc cũng thấy lạnh rồi, tứ muội, chúng ta vẫn nên trở về phòng thôi." Vân Nương thuận thế nói ra. Cẩm Nương nghe xong liền đứng lên, gật đầu với Lãnh Hoa Hiên, dắt Vân Nương đi đến phòng của nhị phu nhân, Lãnh Hoa Hiên ở phía sau lại kêu lên nhị tẩu xin dừng bước. Cẩm Nương kinh ngạc quay đầu, Lãnh Hoa Hiên mỉm cười đến gần, nói nhị tẩu, đây là dược mà tiểu đệ tìm được từ một vị dị sĩ. Nghe nói đối với chân của nhị ca rất có lợi, nhờ người đem về cho nhị ca a. À. Cẩm Nương nghe xong thì có chút ngoài ý muốn, cười nói vì sao không tự mình đem đến cho nhị ca ngươi. Lãnh Hoa Hiên nghe xong ánh mắt ảm đạm, trên mặt lộ ra nụ cười khổ nhị ca, sợ là không thích Hoa Hiên, cho nên vẫn là nhờ chị dâu đem đi dùng trong nội tâm cẩm nương giật mình lãnh hoa đình cực kỳ đề phòng lãnh hoa đường lúc trước nghe lãnh hoa hiên nói hồi nhỏ hắn quan hệ với lãnh hoa đình rất tốt bằng không cũng sẽ không giúp hắn trồng lệ trúc làm sao hiện tại lại không muốn gặp lãnh hoa hiên chứ huynh đệ bọn họ lúc đó đã từng phát sinh chuyện gì không vui sao thấy cẩm nương sau một lúc lâu cũng không lên tiếng nên thần sắc lãnh hoa hiên càng thêm ảm đạm ánh mắt ôn nhuận mang theo một tia thương cảm chẳng lẽ chị dâu cũng không giúp ta sao? Ta thực là, rất muốn nhị ca mau chóng bình phục. Nam tử ôn nhuận như ngọc, ánh mắt như ngọc che giấu thâm trầm cùng đau thương, cẩm nương không khỏi vì ánh mắt của hắn mà động lòng, vô thức đưa tay ra nhận lấy dược, vân nương lại đột nhiên hỏi tam công tử, người mới từ bên ngoài phủ vào sao? Có thấy nha đầu ngọc nhi của ta không? Lúc nãy nàng theo nha đầu của nhị phu nhân đi chơi, hiện giờ lại không thấy quay lại. Cẩm nương bị lời nói của nàng làm ngẩn người, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt vân nương sáng lên, trừng mắt với nàng, không có phản ứng mà quay lại nhìn lãnh hoa hiên nói tiếp lúc nãy thấy hai nàng đi vào rừng trúc này, lâu như vậy còn chưa thấy quay lại, nhà đầu kia ngày càng ham chơi. Lãnh hoa hiên nhìn theo hướng tay nàng chỉ, vẻ mặt mờ mịt thế tử phu nhân, tại hạ mới từ chỗ thư phòng tới, cũng không thấy, cho nên không gặp nha hoàn của ngươi. Vân nương thất vọng a à một tiếng, ngẩn đầu đưa mắt, như là nhìn về phía hòn non bộ xa xa, giống như đang thực sự tìm nha hoàn vậy. Cẩm nương mỉm cười, đối với vân nương phục sát đất, vân nương vừa hỏi như thế có hai chỗ tốt, nếu vừa rồi nam tử kia thật sự là lãnh hoa hiên, mà mình rất nhanh đụng phải hắn, như vậy hắn sẽ hoài nghi hai nàng, nói như vậy là giá họa cho hai nha hoàn, hơn nữa, cũng ám hiệu với lãnh hoa hiên nàng có khả năng sẽ biết bí mật của hắn hơn nữa còn đem mình lại bỏ ra ngoài cuộc miễn cho việc lung túng khi gặp nhau ở trong phủ nếu lãnh hoa hiên không phải nam nhân kia vậy lời nói chẳng vào đâu này bất quá chỉ là một câu vui đùa hôm nay thấy lãnh hoa hiên bình tĩnh thong dong như thế cẩm nương không khỏi hoài nghi nghiêng qua nhìn lãnh hoa hiên thật lâu nàng vẫn không nhìn ra nửa điểm sơ hở chỉ phải trong lòng thầm than trí tuệ cùng lòng dạ của cổ nhân thật đúng là không phải người con gái trong trắng thời hiện đại như nàng vượt qua được. Công tử không gặp, chẳng lẽ các nàng đã trở về, chúng ta nhanh chóng trở về phòng A, bên ngoài thật đúng là lạnh, Vân Nương vừa cười vừa nói, kéo Cẩm Nương tiếp tục đi về phía trước. Lãnh hoa hiên nép người nhường đường, chính mình cũng không đi theo tỉ muội của Cẩm Nương, ngược lại vòng đi đường khác. Cẩm Nương cùng Vân Nương hai người đi đến ngoài viện nhị phu nhân, liền thấy được nha hoàn có tướng mạo ngọt ngào đi từ hướng khác đến, thần sắc u buồn, giống như mới khóc, nhìn lại nàng, tóc tai lôn xộn, cước bộ lảo đảo, đi ngang qua người cầm nương và vân nương giống như không thấy, ánh mắt ngây ngốc giống như u hồn. Cầm nương cùng vân nương trao đổi ánh mắt, xem ra, nha hoàn này là nữ tử đứng sau hòn non bộ, vân nương tiến đến đứng sau nha hoàn kia, đột nhiên hô lên A nha, công tử ra. Nhà hoàn kia nghe xong thân thể cứng đờ, quả nhiên xoay đầu lại, hai mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người xa lạ là Cẩm nương cùng Vân nương, thấy Cẩm nương mặc đồ không tầm thường, thì nhanh chóng cúi đầu lui qua một bên, nhường đường cho hai người Cẩm nương. Vân nương sau khi đến gần, còn cố ý dừng lại trước mặt nàng một lúc, nhưng cái gì cũng không nói, mà tiếp tục đi tiếp. Nhà đầu kia có chút khẩn trương cúi thấp đầu, không dám nhìn Vân nương. Trong phòng nhị phu nhân, lãnh nguyền cùng nhị phu nhân nói chuyện rất vui vẻ, thấy Vân Nương trở về, thì thản nhiên cười, cầm trong tay bức họa đã cuốn lại kích động bừng bừng mở ra cho cầm nương và Vân Nương cùng xem chị dâu, mau nhìn, nhị phu nhân cho Uyển Nhi bức họa. Cầm nương cùng Vân Nương nhìn một cái, là một bức tranh thủy mặc, vẽ khu rừng lệ trúc nhỏ có một vị nữ tử đang nhàn nhã ngồi trên ghế đá trong rừng trúc, đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn rừng trúc, nhìn người trong tranh tướng mạo giống như nhị phu nhân cẩm nương không khỏi cười thầm hóa ra nhị phu nhân cũng là người tự kỷ bức tranh vẽ rất tốt bất quá cẩm nương đối với tranh thủy mặc không hiểu nhiều liền theo vân nương khen vài câu nhưng uyển nhi lại khen không dứt miệng bức tranh hợp với ý cảnh người trong cảnh cảnh trong người nhìn tranh phân tích từng tí nói nó tốt như thế nào tuy cẩm nương nghe xong thì cảm thấy không thú vị nhưng trên mặt phải tỏ ra bộ dáng ngưỡng mộ. Vân Nương ngồi không lâu, nhìn sắc trời không còn sớm, liền cáo từ, nhị phu nhân cũng không giữ lại, chỉ mời lãnh huyền sau này lại đến. Thần sắc của lãnh huyền có chút thất vọng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng cũng bị Vân Nương kéo ra khỏi cửa. Vân Nương đi, cầm nương tất nhiên phải tiễn, để cho tứ nhi hồi phủ, cầm chút ít đồ hồi trước vương phi đưa tặng cho Vân Nương cùng lãnh huyền đưa đến cửa thủy hoa, nhìn Vân Nương cùng lãnh nguyện đi tiền viện, Cẩm Nương mới trở về vương phủ. Trên đường đi liền đem chuyện nam tử đằng sau hòn non bộ để qua một bên, dù sao chuyện này cũng là chuyện nhảm nhí mà thôi, cũng không có quan hệ lớn, nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp, thu thông phòng là chuyện quá bình thường, cho dù trước hôn lễ cùng nha hoàn có dính dấp, cũng không tính gì là mới lạ, không có gì để suy nghĩ, nhưng mà Vân Nương lại đối với chuyện này rất hứng thú làm cho nàng có chút nghi ngờ trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện của cửa hàng mà vân nương đã nhắc đến vân nương bất quá chỉ là một tiểu phụ nhân trong nhà cao cửa rộng nàng làm sao biết rõ nhiều chuyện bí mật của giản vương phủ mình là người trong phủ còn không rõ ràng như vậy có lẽ ngó chừng cửa hàng thành đông không ít người mà vân nương chỉ là một trong số đó vừa vào vương phủ liền thấy vương ma ma bên người vương phi đứng chỗ cửa nhỏ vội vàng nhìn quanh vừa thấy cẩm nương tới, ánh mắt sáng lên, quỳ xuống thi lễ. cẩm nương đâu chờ nàng thi lễ, bước lên nâng tay nàng lên mama khách sáo. vương mama thấy vậy, vành mắt liền đỏ, âm thanh run run nhị thiếu phu nhân, nô tỳ chờ người đã lâu. trong nội tâm cẩm nương liền hiểu, ngày ấy vương phi nhờ vương mama cầm sổ sách phòng bếp đến, cho mình đích thân tra xét, chỉ là mấy ngày nay gặp phải chuyện này, chính sự cuốn lấy, không có thời gian. Vương mama cũng không tìm nàng, nàng liền cho rằng vương mama sợ mình đi cha, không nghĩ tới, lại chờ ở chỗ cửa nhỏ. Mẫu phi tìm Cẩm nương có việc sao? Cẩm nương cố ý tránh mà không nói rõ, chuyện cha sổ sách vẫn là nên nói bẩy lên mặt bàn công khai, nói đằng sau sẽ làm người khác nghi ngờ, mình vốn muốn mượn chuyện sổ sách để cho vương phi, để những người ở trong nội viện có lòng dạ quá nặng, hành vi tham lam, hãy sớm thu lại tâm tư làm tốt việc mà không sai sót. Hơn nữa, nàng cũng cho các nàng hai ngày bù đắp, làm những việc cần làm. đương nhiên nên sớm làm xong, coi như là cho vương mama mặt mũi. sắc mặt vương mama cứng đờ, trong mắt ẩn chứa nôn nóng nói vương phi đang nghỉ ngơi, nô nì đến tìm thiếu phu nhân không phải là ý của vương phi. sắc mặt cẩm nương lộ ra mệt mỏi, cười nói mama có việc gì cứ nói. Lời nói là như thế nhưng trong lúc vô tình lại đưa tay nhéo eo mình mới vừa rồi Chỗ nhị thẩm thấy chữ vương thế tử phi Nên hàn huyên một hồi, có chút đói bụng Cũng không biết tướng công ăn cơm chưa Vương ma ma vừa muốn mở miệng nói liền rụt trở về Xấu hổ nhìn cầm nương, lùi cũng không được Mà tiến cũng không xong Cầm nương liền nói ma ma không bằng cùng cầm nương vào nội viện Dùng chút đồ ăn được không Khí trời này thật là lạnh a! À. Vương Mama nghe xong liền không tiện ở lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tiếp lời đúng vậy a, à, trời lạnh, thiếu phu nhân nên nhanh chóng trở về phòng, cũng đừng để bị lạnh." Cẩm Nương gật nhẹ đầu, liền dẫn Tứ Nhi tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước Vương Mama lại đuổi theo, mặt lại có chút do dự, sau đó nổi lên dũng khí nói, "Thiếu phu nhân, xin ngài giúp nô tỳ." Cẩm Nương nghiêm mặt nhìn nàng, đã không muốn động đến mình không phải không cần để ý mặt mũi của nàng. Vương mama nói quá lời, nếu như mama là vì việc sổ sách, ta nghĩ ngài không cần nói nữa, ngài nên biết, cầm nương cho ngài thời gian, nếu vẫn khó có thể thu xếp, điều này chỉ có thể nói ngài không nên phụ sự tín nhiệm của mẫu phi. Vẻ mặt đáng tiếc của Cầm nương nhìn Vương mama, trong Vương phủ Vương mama thân phận là người hầu, tiền tiêu hàng tháng rất cao, tới 10 lượng bạc một tháng. Cẩm nương là thiếu phu nhân nhưng hàng tháng chỉ có 50 lượng. Mỗi ngày Vương Phi khen thưởng Vương Mama bởi vì nàng là người thân thiết bên người. Khách nhân đến phủ cũng có khen thưởng. Phía dưới cũng có người cho. Một tháng thu vào rất nhiều. Vậy mà nàng còn muốn tham ô. Quả thật không còn gì để nói. Vương Mama nghe xong mặt liền đỏ bừng. Trên mắt hiện lên tia xấu hổ. Cúi thấp đầu. Chấm ngâm nói nhị thiếu phu nhân. Nô tỳ biết rõ người đã giúp nô tỳ chỉ là nô tỳ sơ suất, cũng không phải việc sổ sách mà là Cẩm Nương nghe xong thì có chút ngoài ý muốn, không phải việc đó, vậy là chuyện gì? Mình vào phủ không bao lâu, cũng không cầm quyền, lại mặc kệ việc, thậm chí lời nói còn không bằng Vương Mama nói ở trong phủ, có thể giúp nàng cái gì a? À? Nếu không phải việc sổ sách, chuyện cầm Nương có thể giúp sẽ cố hết sức, sắc mặt cần Nương ngưng trọng, mỉm cười nói với Vương Mama việc sổ sách quá sức mẫn cảm, liên quan đến việc vương phi quản lý nội viện, giản thân vương phủ to lớn như vậy, vương phi lại là người trưởng gia, chỉ một phòng bếp nho nhỏ mà đã tồn tại vấn đề kinh tế lớn như vậy, xem một phòng liền biết tất cả mọi chuyện trong phủ, trong phủ to lớn, sợ chỉ là mặt bề ngoài, bên trong sớm đã thối rữa, cứ thế mãi, cho dù vương gia ở bên ngoài kinh doanh kiếm nhiều tiền, cũng không thể chống đỡ tiêu hao bên trong, một ngày nào đó thu không bằng chi, cuối cùng sẽ phá sản. Cho nên, Cẩm Nương theo giúp Vương Phi cha từ phòng bếp cha lên, tận tực giúp Vương Phi thay đổi cách quản lý, xử lý một số người tham ô, giết vài con khỉ, dọa những con gà, cho dù không thể hoàn toàn đổi mới, cũng có thể trì hoãn tốc độ xuống dốc cũng tốt. Vương Mama thấy Cẩm Nương thở ra, nội tâm an tâm một chút, trù trừ mới lên tiếng thiếu phu nhân, nô tỳ biết nô tỳ thẹn với sự tín nhiệm của Vương Phi, chỉ là, lần này, nô tỳ tuyệt không thể để lộ chuyện này ra ánh sáng, chỉ là chị dâu của nô tỳ Chính là người trong phòng bếp lưu thị, sợ là nàng. Thì ra là thế, đây còn không phải là chuyện sổ sách sao? Lưu thị sớm đã bị hiểm nghi rất lớn, nàng là quản sự phòng bếp, chi phí trong phòng bếp toàn bộ là do nàng báo lên. Ngày ấy thấy nguyên liệu nấu ăn lãng phí rất nhiều, mộc nhĩ nấm hương các loại hoa quả khô bị hư hỏng chất thành từng giò, thịt cũng nhiều vô kể, đã mua đến đây, nếu vương gia vương phi ăn không hết thì có thể đi nơi nào? Thật sự là trơ mắt nhìn nó hư hết sao? E là đưa ra ngoài phủ để đổi tiền a. Nghĩ đến đây, Cẩm nương không khỏi cười lạnh lên tiếng vương mama, ngài nói, vẫn là chuyện sổ sách, Lưu thị đã trông coi phòng bếp, mọi chuyện nhất định phải qua nàng kiểm tra, hôm nay ngài vì nàng cầu tình, bảo Cẩm nương làm sao mà cha xuống tiếp? Mới vừa rồi ngài còn nói ngài thẹn với sự tín nhiệm của Vương phi, vậy mà hiện tại ngài lại vì chị dâu của mình mà cầu xin, lời này thật quá mâu thuẫn đi. Vương ma ma nghe xong lúng túng một lúc lâu cũng không lên tiếng, vẻ mặt xấu hổ, Cẩm nương lắc đầu nói ngài vì Liêu thị, thì cầm nương chỉ có thể nói một câu bất lực, nàng hạ quyết tâm phải giúp Vương phi, không thể vì mặt mũi của một hai người mà tha, dù sao, giản thân Vương phủ từ nay về sau là nhà của nàng nàng còn phải dựa vào chỗ này để sống cuộc sống sâu gạo giản thân vương thịnh vượng thì cuộc sống sau này của nàng mới an nhàn sung sướng trong mắt vương mama lộ ra vẻ thất vọng trên mặt lúc đỏ lúc trắng thì lễ với cẩm nương xong thì quay người đi cẩm nương ở sau lưng nàng thở dài sau đó quay về viện của mình lãnh hoa đình đã đi thư phòng cẩm nương mới ở ngoài về nên bị lạnh chân run cả lên vừa vào nhà liền đi đến chậu than ngồi Tú cô cầm hòn bi tròn giúp nàng phủi bụi trên người, thần sắc có chút u buồn. Cẩm nương rỗi tay ra sưởi ấm, tứ nhi mới theo nàng trở về, tất nhiên cũng bị lạnh tay lạnh chân, nhưng nàng không đến lò sưởi ngay, mà ra phía sau cẩm nương ngâm trà. Phong nhi thấy vậy cười hì hì tứ nhi tỉ tỉ, ngươi nghỉ ngơi đi, việc này để ta làm cho. Lúc này tứ nhi mới cười ngồi xuống cùng cẩm nương, mày của tú cô vốn nhíu chặt lại, thấy nàng như vậy mới giãn ra, kéo tay nàng xa xoa, trong miệng nói nha đầu ngươi, thiếu phu nhân đứng ngoài bị lạnh, ngươi không khuyên, còn đứng yên để mình cũng bị lạnh luôn, xem đi, tay đều bị đông cứng lại rồi. Tứ Nhi cười rụt tay về, gần đây Tú Cô đối với nàng nhiệt tình quá mức, làm cho nàng nhất thời không được tự nhiên, trước kia tại Tôn phủ, Bình Nhi với nàng quan hệ rất khá, Tú Cô mặc dù đối tốt với nàng, nhưng không đặc biệt thân cận, hôm nay Bình Nhi phải đi mà Tú Cô đột nhiên nhiệt tình với mình. Nàng không phải đứa ngốc, con của Tú Cô nàng đã gặp qua. Người nọ cũng trùng hậu, nhưng có thể là nàng xem không hợp mắt. Mà Tú Cô thì mặt ngoài đối xử với nàng rất nhiệt tình. Tú Cô không nói rõ, nàng cũng không trực tiếp tê chối. Chỉ là vẫn duy trì khoảng cách, để tránh về sau khó nói chuyện. Cẩm nương vừa hơ bàn tay nóng hổi, thì Ngọc Nhi tiến đến nhị thiếu phu nhân đã trở về, ra đang ồn ào muốn đi tìm ngài cẩm nương nghe xong tim liền mềm nhũn giống như trải một tầng tuyết xa mềm nhẹ còn mang theo ngọt ngào con mắt cũng cười thành hình bán nguyệt đứng lên nói tướng công ở tại thư phòng sao ngọc nhi gật nhẹ đầu nói lãnh thị vệ đẩy ra trở về thiếu phu nhân ngài từ từ ra một hồi sẽ đến đây cẩm nương cười đi vào trong phòng gọi mãn nhi đem chậu than vào chờ lãnh hoa đình trở về nàng đang có một đống chuyện muốn hỏi hắn Lãnh hoa đình quả nhiên nhanh chóng đến, trên khuôn mặt tuấn tú bị gió thổi hồng nhuận, tăng thêm vài phần diễm sắc, cẩm nương thấy lại muốn đuôi mù. Hôm nay rất quái lạ, chỉ rời đi vài canh giờ mà đã nhớ đến hắn. Nàng không ở trong đông phủ hoa mắt si, sao lại chạy tới đây mắt hoa si tiếp hà lãnh hoa đình vừa mở miệng, cẩm nương liền có cảm giác muốn đánh người. Thằng nhãi này đúng là cứ hướng lên đầu nàng mà dội nước đá, không làm nàng nổi trận lôi đình thì không bỏ qua. Phải, ta hôm nay lần đầu tiên gặp tam thiếu gia, hắn đúng là như trích tiên, ai nha nha, thật sự là phiêu giật xuất trần, vân đạm kinh phong. Hai mắt cẩm nương bắn ra đầy sao, rất háo sắc nói tiếp nhìn đẹp nhất là má trái hắn có lún đồng tiền, khi cười rộ lên trông thật đẹp mắt, lại ôn hòa, không giống người nào đó tuy rằng đẹp, nhưng lớn lên lại giống như yêu nghiệt, ai nha nha, tướng công chàng nói xem yêu nghiệt đẹp hay là trích tiên đẹp hôm nay không tức chết ngươi ta sẽ không mang họ tôn quả nhiên mặt lãnh hoa đình đều tái lại mắt phượng nhắm lại đôi mi thanh tú trao lại trong mắt sắp phun lửa ở đằng kia cầm nương tiếp tục nói về lãnh hoa hiên hắn đối với hạ nhân cũng rất ôn hòa thanh âm nói chuyện dễ nghe giọng nói không lớn không nhỏ không giống như người nào đó mở miệng ra là móc họng làm cho người khác tức giận thay dược cho ta Lãnh Hoa Đình rốt cuộc không chịu được nàng nữa, giơ lên hai cánh tay băng bó, quát to. Đầu tiên là cầm nương khẽ giật mình, sau đó lập tức cười ha ha lên tướng công, "Chàng yêu thích cái chảy ta băng bó sao? Trước khi đi ta không phải bảo Ngọc Nhi thay thuốc cho chàng rồi sao?" Lãnh Hoa Đình tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, nữ nhân háo sắc này, đối với nam nhân khác cũng có ánh mắt hoa si, chính mình ngồi thật lâu mới ngồi đợi được nàng trở về vậy mà ở còn trước mặt mình nói đến mắt sáng rỡ thật sự là quá đáng xem bộ dáng nghịch ngợm của nàng kia hắn thật rất muốn véo mũi nàng nhưng hai tay bất tác dĩ đã bị băng không nhúc nhích được không khỏi lại la lên mau lại đây thay dược cho ta đứng đó mà cười cẩm nương cũng cảm thấy chọc hắn đủ rồi cười cười đi tới đẩy hắn vào phòng trong cẩm nương đem lò than đến gần hắn còn mình thì như mọi ngày lấy cái ghế nhỏ ngồi trước mặt hắn bắt đầu giúp hắn tháo băng gạc. Tứ Nhi đem Điểm Tâm cùng trà tiến vào, thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân yên lặng ngồi đối diện nhau, thiếu phu nhân cẩn thận tỉ mỉ giúp thiếu gia thay băng, mà thiếu gia, thần sắc chuyên chú nhìn thiếu phu nhân, ánh mắt kia, bộ dáng nổi cáu vừa rồi ở trong phòng đâu mất rồi. Rõ ràng là mang theo nhu tình, còn có vẻ cưng chiều, thiếu gia thật đúng là rất yêu thương thiếu phu nhân, tuy nhiên miệng thường độc làm thiếu phu nhân tức giận đến muốn giơ chân, nhưng Tứ Nhi nhìn ra được, thiếu gia thích thiếu phu nhân bằng không, tại sao thay băng cũng không để người khác làm, cứ náo loạn chờ thiếu phu nhân trở về, làm cho Châu Nhi cùng Ngọc Nhi xấu hổ. Tứ Nhi sau khi buông điểm tâm và trà xuống, thì cười đi ra ngoài, hôm nay cùng thiếu phu nhân đi đến viện của nhị phu nhân, tuy không biết thiếu phu nhân cùng đại tiểu thư nói gì, nhưng các nàng ở trong rừng trúc nói lâu như vậy, nhất định là có việc thiếu phu nhân không chừng còn có việc riêng muốn nói với thiếu gia, thiếu gia hắn, cũng không giống như biểu hiện bên ngoài, chỉ là một tiểu tử thích quậy phá, trong lòng tứ nhi nghĩ thế, nên miệng liền hiện lên một độ cong đẹp mắt, rồi thuận tay thả rèm xuống. À đúng rồi, tướng công, lúc nãy tam đệ còn cho dược, nói là hắn ở bên ngoài mua được, có lẽ đối với chân của chàng có tác dụng, chàng có muốn nhìn qua một chút hay không? Cẩm nương vừa giúp hắn tháo băng gạc vừa nói không nhìn lãnh hoa đình lạnh lùng trả lời cẩm nương ngẩn đầu nhìn hắn một cái muốn hỏi nhưng cố nhịn lại đáp án này nàng đã sớm đoán được xem ra giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề chỉ là hiện tại hỏi hắn hắn nhất định sẽ không trả lời vì vậy nàng cúi đầu làm việc tiếp tục cởi bỏ xong băng gạc liền lộ ra làn da trắng tinh băng bó hết một ngày nó có hơi trắng bệch da hơn sưng lên cẩm nương nhìn một hồi thì đau lòng tiếng nói cũng mang theo nén giận xem đi, ra mới, khó khăn lắm mới kéo ra non, băng lâu như vậy nhất định sẽ không thông khí, chàng cũng thiệt là, không phải nói nên sớm tháo ra sao. Nếu ta không trở về, chàng nhất định không chịu tháo ra hả? Sẽ bị nhiễm trùng thối giữa. Cẩm nương còn đang nói, lãnh hoa đình nhìn bộ dáng chăm chú của nàng, giọng nói phàn nàn nhỏ vụn của nàng, trong nội tâm như đang bị một làn gió lạnh, đột nhiên lại được uống vào chén trà nóng, ấm áp mà lại giải khát, sưởi ấm mọi nơi. Nếu nàng không về, ta vẫn băng như vậy, đến khi nàng trở về mới thôi. Hắn cười mị mắt, nhưng tiếng nói lại cố gắng giả bộ lạnh lùng. Thật là người làm cho người khác mất tự nhiên, cẩm nương ngẩn đầu nhìn hắn, lại chạm vào ánh mắt sóng nước nhu tình của hắn, nàng không khỏi giật mình, tim liền không kiềm chế được mà đập mạnh bình bịch, mặt cũng bắt đầu nóng lên, Trời ạ, à, mặt bắt đầu đỏ lên, sẽ bị hắn mắng háo sắc cho coi. Cẩm nương thật vất vả mới rời đi tầm mắt, cúi đầu không dám nhìn hắn, lại nghe hắn nói. Nương tử, hoa hiên thực tốt vậy sao? Trong giọng nói mang theo vài phần không phục, còn có một chút ghen tuông. Cẩm nương phù một cái bậc cười, cố ý nghiêng đầu, loạn choạng cầm tay hắn, thỉnh thoảng lại nhíu mày, một lúc lâu mới lên tiếng lại nói tiếp a, à, tướng công chàng thật đẹp, chàng là mỹ nhân hiếm thấy nhất thế gian. Tam thiếu gia nếu so với chàng thì kém hơn. Bất quá, tam thiếu gia hắn tuấn tú, là loại khí chất, chàng hiểu không? Tuy tướng mạo bình thường, nhưng khí chất rất tốt, như trăng như trúc, tựa như thế ngoại tiên nhân, còn. Nàng nói ta như nữ nhân đúng không? Không đợi nàng nói xong, lãnh hoa đình dơ lên cái tay chưa tháo băng gõ vào chán nàng, nghiến răng nghiến lợi nói cẩm nương nghe xong càng cười đến rất vui vẻ khẽ vươn tay cũng ngắt mũi hắn phải chàng chính là tuyệt đại giai nhân nếu mặc quần áo nữ nhân ra ngoài tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành mê hoặc đại đa số nam nhân hắn vung tay lên thoát khỏi tay nàng thu lại cái tay nàng đang tháo băng gạc xoay người đẩy xe ra ngoài cẩm nương kinh ngạc một hồi rồi đuổi theo xem đã thấy sắc mặt lãnh hoa đình tái nhợt hai môi đều đang phát run trong mắt cũng toát ra tầng nước, chán nổi gân xanh, bộ dáng giống như gặp được địch nhân, lúc nào cũng có thể sống chết với nhau một phen. Cẩm nương bị hù sợ, biết mình đã đùa dai, hoặc là chạm vào chỗ đau trong lòng hắn, làm hắn tức giận. Tướng công, chàng tức giận sao? Ta chỉ là nói giỡn thôi. Cẩm nương đi qua muốn đẩy hắn, hắn lại vung tay lên, băng gạc trên tay cũng bay bay, bỏ đi, giọng nói rất lạnh cẩm nương thật sự bị dọa sắc mặt hắn rất khó nhìn trong lòng liền biết hắn không muốn thấy mình nên đành đi ra ngoài vừa đi vừa nói ta đi qua chỗ nương nàng hiện tại phải nhanh chóng tìm người để hiểu rõ vì sao hắn nghe xong lời nói vừa rồi lại tức giận như vậy hay là lúc trước hắn ôn nhu bất quá chỉ là giả vờ trêu chọc nàng kỳ thật trong lòng hắn không có nàng tâm nhất thời rất loạn cũng không nhìn hắn nữa nói xong nàng liền nâng váy đi ra ngoài Lúc thân ảnh nhỏ bé biến mất, tinh thần lãnh hoa đình càng thêm buồn bực, đẩy xe hướng ra cửa sổ, bàn tay vốn đang bị thương càng thêm chảy máu. Dương mắt nhìn ngoài cửa sổ, thấy cẩm nương đi ra ngoài cửa viện, thần sắc nàng ảm đạm, hơn nữa vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, đi được vài bước thì dừng lại, vẻ mặt do dự, muốn trở về, lại do dự, nghiêng đầu nhìn quanh trong phòng. Nhìn nàng như vậy, ngọn lửa cháy loạn giờ đã tắt, nàng vừa rồi, chỉ là nói giỡn, hắn biết rõ nhưng người kia đã từng nói hắn như thế hắn vẫn lãnh hoa đình tay nắm thành quyền trong mắt lộ ra hận ý ngẩng đầu nhắm mắt lại cố nén đau thương trong nội tâm lúc mở mắt ra thân ảnh trong nôi viện giờ đã không thấy hắn không khỏi cảm thấy lạc lõng hối hận vì vừa rồi đối với nàng quá thô lỗ sợ là nàng rất đau lòng a à. một lát nàng trở về phải nói lời xoa dịu nàng nàng là người mềm lòng la hét lên một hồi thì thôi hắn tự an ủi chính mình, nhất thời lại lo lắng, trời lạnh như vậy, nàng còn tới chỗ mẫu phi làm cái gì? Mẫu phi lúc này đang nghỉ ngơi, đi cũng không gặp. Tướng công bên cửa sổ rất lạnh, sau lưng truyền đến thanh âm êm ái, mang theo vài phần thận trọng. Lãnh hoa đình nén xuống vui sướng trong lòng, cúi đầu cố gắng làm cho thần sắc mình bình tĩnh một chút. Cẩm nương vừa ra cửa, liền lo lắng tay của hắn, Băng Gạc chỉ tháo một nửa, da non còn chưa mọc lên, hắn lại đẩy xe, sợ là sẽ bị thương nữa. Nàng đi được nửa đường thì không yên lòng, nên vòng trở về, chứng kiến hắn ở trước cửa sổ ngẩn người, sắc mặt cô độc mà đau thương, tựa như con sói cô độc chạy trên thảo nguyên, đang tự liếm láp vết thương của mình. Trong nội tâm nàng nơi mềm mại nhất có chút đau nhức, lặng lặng đi qua, nắm lấy tay vịn, đẩy hắn vào trong phòng. Không phải nói đi qua chỗ nương sao? Tại sao lại trở về? Hắn cố gắng làm cho âm thanh của mình không phát run trong lúc hỏi, cũng không nhìn ánh mắt nàng, hắn sợ nhìn một cái, liền tiết lộ ra nội tâm hắn yếu ớt không muốn xa rời nàng. Bàn tay lại vô thức muốn nắm lấy tay nàng. Tướng công, tay của chàng chảy máu, chàng làm sao mà, nhanh thay thuốc. Cẩm nương cảm giác tay của hắn không ấm giống ngày thường, có cảm giác ẩm ướt nên nhanh chóng kéo lấy mà nhìn. Quả nhiên miệng vết thương đã bị hắn làm nứt ra, nàng vừa tức vừa đau lòng, buôn xe lăn của hắn rồi tiến nhanh đến bên giường. Lãnh hoa đình rốt cuộc đã không nén được vui sướng trong lòng, khi nàng buông xe ra đôi môi đã cong lên, nàng vội vàng đi múc nước, lấy thuốc, hắn nhìn nàng bận rộn, thở hổn hển lại bối rối chạy tới chạy lui, trong nội tâm như được rót mật. Sau đó hắn cũng im lặng nhìn nàng bôi thuốc, cuối cùng cầm nương cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại nàng không băng nhiều tầng băng gạc nữa, chỉ thoáng bao lại thôi, đồng thời, nàng thoáng nhớ lại lời của Vân Nương nói lại trong rừng trúc. Nàng nói, cửa hàng Thành Đông có mấy bên hợp tác, hơn nữa, cũng đều là người thân thiết trong phủ, tức là những người khác làm được, ta cũng có thể làm, chẳng qua, tướng công, Vân Nương làm sao biết rõ chuyện tình trong phủ chúng ta chi tiết như vậy. Người nào hợp tác với cửa hàng đều biết rõ, ta cảm thấy có gì không đúng lắm. Cửa hàng Thành Đông là tam hoàng tử hùn cổ phần, không phải ai muốn hợp tác cũng được, còn phải xem người đó là ai. Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng nhíu mi, lại không trả lời ngay vấn đề của nàng, ngược lại loại bỏ đi ý nghĩ lộn xộn trong đầu của nàng. Cẩm nương nghe xong không khỏi sợ ngây người, thốt ra ta đã đề nghị tam thúc tiếp nhận cửa hàng, vì sao không có người nào phản đối, nếu tam thúc đem mọi chuyện phá hỏng thì làm sao bây giờ? Đây không phải là đem tiền hợp tác với Tam Hoàng Tử làm hao tổn sao? Lãnh Hoa Đình nghe xong thì nở nụ cười, búng vào chán nàng bây giờ mới biết chủ ý của mình như thế nào rồi chứ. Lúc trước chắc còn nghĩ là mình đưa ra chủ ý tốt a. À. Cẩm Nương nghe hắn nói xong thì cảm thấy thất bại vậy sao chàng cũng không phản đối a. À. Ta làm sao biết nhiều chuyện như vậy a? À. Lãnh Hoa Đình liếc nàng một cái sẵn giọng kỳ thật, biện pháp của nàng cũng rất tốt tại hắn không biết tự lượng sức mình, mặt dày mày dạn muốn chiếm của chung, nhưng không biết cửa hàng này đụng vào là phòng tay, tuy có kiếm được tiền thì cũng bị rất nhiều người dòm ngó, những kẻ hùn hạp làm ăn kia, không có kẻ nào mà không có bối cảnh hơn người, đi nhầm một bước, sẽ đắc tội rất nhiều người, hơn nữa, sợ chết như thế nào cũng không biết, hắn muốn giống như trước, là không có khả năng, nhưng phụ vương chắc là chưa nói rõ với hắn. Nên hắn một mực quậy, biện pháp của ngươi cũng có thể làm cho hắn đi xem thử. Sau khi hắn nếm qua mùi vị thiệt thòi, thì sau này sẽ thu mình lại không ít. Cầm nương tưởng tượng, cái lý này thật đúng, trách không được, sau khi vương gia trở về, biết chuyện rồi cũng không phản đối, vừa nghĩ như thế, thì tâm tình liền tốt hơn nhiều. Chỉ là Vân Nương nói những chuyện kia làm nàng có chút khó hiểu vì vậy lại hỏi chuyện cửa hàng thành đông là chuyện nội bộ. Việc này, người khác cũng biết sao lãnh hoa đình nghe xong lại muốn gõ chán nàng một cái, cẩm nương quay đầu đi, mặt nhăn nhó, nên hắn nói làm sao có thể, cho dù biết, cũng là vài người trong hoàng gia, chữ vương phủ với hoàng gia coi như cũng có quan hệ mật thiết, bất quá, chị người có thể nghe được, quả thật là làm cho người ta không ngờ, chữ vương thế tử dù có biết, nhưng hắn sẽ không nói cho nàng biết mới đúng, ta nghe nói, vợ chồng bọn họ không hợp, không nghĩ tới, một bao phấn độc có thể có tác dụng như vậy ha 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 quả nhiên là hắn nhìn hắn cười đắc ý như vậy cẩm nương không học hắn trợn mắt mà hô lên biết rõ chàng vì tốt cho ta thay ta trả thù nàng bất quá hôm nay nghĩ lại nàng coi như là đáng thương hạnh phúc cả đời của nữ nhân không phải là gà vào nhà tốt sao gà cho người chồng tốt sao nàng chẳng được trượng phu yêu thương từ nay về sau trôi qua sẽ rất thê lương đó cũng là nàng ta tự tìm không như thế nàng ta tất nhiên còn tìm biện pháp chỉnh nàng. Nàng nghĩ kỹ lời nói của nàng ta xem, không có chút ý tốt nào, cái gì mà muốn cùng nàng hợp tác làm ăn, cửa hàng này nàng có thể nhúng tay vào sao? Ngay cả tam lão gia mang tiếng là quản sự, bên trong sự cong cong quẹo quẹo mà còn chưa mò được gì nữa. Còn nữa, nàng nhìn mấy người hùn vốn xem, một người là đương kim quốc cửu, anh ruột của hoàng hậu nương nương, một cái khác là phụ than của quý phi, còn có dụ thân vương phủ, Hiện tại nàng nói xem, mấy nhà này có thể loại ai ra ngoài hả? Nàng tốt nhất là an phận một chút, thành tâm phục thị cho tướng của công của nàng là ta, là được rồi." Lãnh Hoa Đình vừa cười vừa nói. Cẩm Nương bị hắn khiển trách một hồi, trong nội tâm cũng không có tức giận, biết rõ hắn vì muốn tốt cho mình thôi, có lúc mình thật quá mềm lòng, không thể nhìn người khác chịu khổ, cho dù người đó đã từng hại qua nàng, có khi nàng cũng không thể ra tay được. Hai cái khuyết điểm này ở cổ đại, không phải là chuyện tốt, nói không chừng có ngày sẽ chết vì mình quá mềm lòng. Nghĩ đến việc hắn mới nói, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng. May mắn là mình không hứa với Vân Nương chuyện gì, bằng không hiện tại từ chối thật sẽ hết sức khó khăn. Bất quá nghĩ lại, Vương Phi cũng biết bí mật của cửa hàng này à, vì vậy lại hỏi Nương biết việc này của cửa hàng không? Lãnh Hoa Đình nghe xong quay đầu đi, bộ dáng không muốn trả lời, Cầm Nương buồn bực, tại sao ngay cả mẹ mình hắn cũng không tin thế? Chẳng lẽ chân của hắn bị thương có liên quan đến Vương Phi? Không thể a, à, Vương Phi rất thương hắn, cái này mình có thể nhìn ra, chẳng lẽ có gì hiểu lầm sao? Hơn nữa, cho dù Nương từng làm sai cái gì, cũng không nên mang hận trong lòng a. À, đang nghĩ ngợi, thì lãnh Hoa Đình đột nhiên hỏi nàng không phải đồng ý giúp Nương kiểm tra sổ sách sao? Vì sao chưa đi gặp người? Cẩm Nương nghe xong liền bĩu môi nói chuyện này liên quan đến Vương Mama, chàng cũng biết Vương Mama là người đắc lực nhất bên cạnh Nương. Hơn nữa tuổi tác đã cao, biết rõ sự tình phòng bếp, xử lý không đúng sẽ rất trộn rộn. Ta cũng thể đuổi quá sát, phải cho người ta có cơ hội sửa sai. Nếu hai ngày qua các nàng làm biên lai thực tế như trước đây, ta tra xong chứng mục, có thể cầu Nương tha thứ cho họ một lần, vì cũng không thể bỏ qua mặt mũi của Vương Mama. Hai người đang nói thì tứ nhi vén rèm đi vào thiếu phu nhân lưu ma ma trong viện vương phi tới đây cẩm nương vừa nghe liền thất thần nói với tứ nhi người đi nói cho nàng biết ta đã nghỉ ngơi không tiếp khách vương ma ma cũng thật là mình đã nói tra xét nghiêm túc sao nàng lại nói cho lưu thị tới đây cái này không phải là muốn tạo phiền phức cho mình sao mình đã không để ý đến mặt mũi nàng đương nhiên cũng sẽ không quan tâm đến mặt mũi lưu thị cho dù lưu thị cầu xin cũng không có tác dụng. Tứ Nhi nghe xong liền đi ra, không bao lâu, chợt nghe bên ngoài phòng có tiếng ồn ào, cẩm nương không khỏi nhíu mi, lưu thị này thật to gan lớn mật, cũng dám xông vào phòng mình. Cẩm nương sợ lãnh hoa đình nghe thấy sẽ mất kiên nhẫn, nên cười khuyên nhủ ta để Tứ Nhi đi xử lý, đem bà này ném ra ngoài. Ồn ào không phải lưu ma mà là nha hoàn hồi môn của nàng, lãnh hoa đình cười lạnh nói, Trừng mắt với Cẩm Nương cũng đã sớm nói với nàng đuổi nàng ta đi, nàng lại cứ mềm lòng giữ lại, xem đi, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Cẩm Nương cẩn thận nghe, thật đúng là tiếng khóc của Bình Nhi, nàng còn tới làm gì? Mình không phải nói rõ ràng rồi sao? Nghe tiếng khóc ngày càng tới gần, xem ra trong nội viện lại là người của mình, nên không có ai ngăn cản, Cẩm Nương đang tính đi ra ngoài thì bị Lãnh Hoa Đình kéo lại nàng đi làm cái gì? làm dơ lỗ tai nàng. ở yên trong phòng đi. Cẩm Nương Đành phải dừng lại, nghe Bình Nhi bên ngoài hô thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, dù sao người cũng phải gặp Nô Tì một lần a. À, Nô Tì đến tột cùng là làm sai cái gì? Tại sao người muốn đuổi Nô Tì đi? Nô Tì đã quen hầu hạ thiếu phu nhân, tính nết sớm đã hiểu rất rõ, đối với thân thể của người càng hiểu rõ, có Nô Tì hầu hạ bên người, người cũng có thể yên tâm không phải sao? Thiếu phu nhân, van cầu người, đừng đuổi nô tỳ đi. Tứ nhi ở bên ngoài ngăn Bình nhi lại, nhưng mà, nàng không có khí lực lớn như vậy, chỉ là tận lực cản không cho Bình nhi đi vào trong phòng, nhưng vẫn để Bình nhi lấn vào một chút, khiến cho lời nói của nàng làm thiếu phu nhân nghe thấy, đây là sự giúp đỡ duy nhất của nàng cho Bình nhi. Nhưng hôm nay nghe Bình nhi nói cái gì mà hiểu rõ thân thể của thiếu phu nhân như lòng bàn tay. Bình Nhi lại dám uy hiếp thiếu phu nhân. Nàng nói lời này cũng là cho thiếu phu nhân nghe, nàng biết rõ chứng bệnh của thiếu phu nhân, ý là muốn lấy nó làm lệnh bài sao. Quá vô sỉ, quá lớn mật, bất quá, nàng ta không biết bệnh tình của thiếu phu nhân đã lành bảy tám phần hay sao. Nguyệt sự gần nhất cũng bình thường, nàng nhớ Lưu Thái Y đã từng nói qua, chỉ cần nguyệt sự có quy luật, chứng bệnh này sẽ khỏi, những ngày này mình cũng giúp thiếu phu nhân chuẩn bị thuốc một ngày ba bữa, chưa từng gián đoạn, xem ra, qua mấy tháng nữa là có thể khỏe hẳn. Nữ Bất du vịnh tiểu ngư mươi 68 Nghĩ tới đây, tứ nhi liền đem bình nhi kéo ra ngoài, trách mắng, thiếu phu nhân đối với người không tệ, đừng có giằng con nữa, nếu náo loạn nữa thì thật khó coi. Tình cảm của chúng ta khi còn ở tôn phủ bị ngươi làm ầm ĩ mà sẽ mất sạch. Bình Nhi vừa nghe, hai mắt vì khóc đỏ chừng lên nhìn tứ nhi mắng ngươi nói cái gì chuyện không phải rơi xuống đầu ngươi ngươi đương nhiên không làm ầm ĩ nếu đem ngươi bán sang cho lão già xem ngươi còn vui mừng không hơn nữa ta không phải quậy hiện tại ta không phải đang cầu xin thiếu phu nhân sao ngươi nghĩ tới chuyện ta đi rồi ở bên người thiếu phu nhân bây giờ cũng còn có mình ngươi tứ nhi ta không ngờ ngươi cũng là loại người vì để leo cao mà sẵn sàng dẫm đạp lên người khác Uổng công trước kia ta còn đối tốt với ngươi như vậy, ngươi không giúp ta cầu xin thiếu phu nhân, còn quay lại mắng ta." Tứ Nhi nghe nàng nói như vậy thiếu chút tức chết, cả giận nói: "Ngươi, ngươi thật đúng là dầu muối không hòa được, quả là người không biết tốt xấu, đừng xem mọi người đều là kẻ ngốc, ý tứ trong lời nói vừa rồi của ngươi đừng cho là ta không biết, Tú cô cũng biết, thiếu phu nhân thì càng hiểu, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng." ngươi tưởng ở chợ để ngươi trả giá sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám nói hưu nói vượn thêm câu nào, không cần thiếu phu nhân mở miệng, ta liền gọi người đến, trực tiếp đánh chết ngươi. Tú cô đang ở sau viện sắc thuốc cho cầm nương, nghe được tiếng tranh luận gay gắt, liền bưng thuốc tới, chỉ nghe được tứ nhi nói gọi người đánh chết bình nhi, thì trong lòng giật mình, buông chén thuốc, kéo tứ nhi hỏi, nàng ta làm sao vậy? Quay đầu nhíu mi chừng Bình Nhi lời cần nói không phải đều đã nói rõ sao. Sao ngươi lại quậy nữa? Xé toạt mặt nhau ra, thì mọi người đều dễ chịu sao. Tứ Nhi mấy máy miệng, không nói gì, chỉ liều mạng kéo Bình Nhi ra bên ngoài. Bình Nhi thấy Tú Cô đi đến, tự như thấy được vị cứu tinh. Đẩy Tứ Nhi ra nhào đến bên Tú Cô Tú Cô. Tú Cô, ngươi là người thấy Bình Nhi lớn lên. Bình Nhi là hạng người gì ngươi rõ nhất, cầu xin ngươi giúp Bình Nhi cầu xin thiếu phu nhân. Bình Nhi phục vụ thiếu phu nhân đã quen, không muốn đi à. Tú cô nghe xong có chút mềm lòng, nhưng nàng biết thiếu phu nhân đã quyết định. Kỳ thật thiếu phu nhân đã cho Bình Nhi không ít cơ hội, nhưng Bình Nhi không biết quý trọng. Vậy thì cũng không trách được người ta, thở dài, rỗi tay đỡ Bình Nhi đừng làm rộn. Sau khi Xuân Hồng đi, hiện tại nàng trôi qua cũng không tệ. Nếu ngươi đi, phần tư sắc của ngươi so với Xuân Hồng cũng không kém. Người nghĩ gì ta cùng tứ nhi đều biết, chỉ là, có những người người muốn nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu ở lại, cũng không có cơ hội. Đừng có chọc giận ra, sợ là chết lúc nào cũng không biết. Trong mắt Bình Nhi lộ ra tia sợ hãi, trên mặt có phần ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới thì thảo ta, chỉ là muốn ở bên cạnh thiếu phu nhân mà thôi, những thứ khác ta không nghĩ tới, từ nay về sau quyết sẽ không có, người kia là lão nhân ham sắc dục, mà Bình Nhi lại là nữ nhân trong sạch a. Trong phòng Cẩm Nương đang ngẩn ra, thừa dịp lãnh Hoa Đình không chú ý, đi ra nói với Bình Nhi nếu ngươi làm đúng quy củ, đi vào phủ phía tây không nhất định sẽ bị thu vào phòng, chỉ cần ngươi không làm sai, ta nhất định sẽ giúp ngươi xin với Tam Phu nhân, tìm cho ngươi một người tương xứng, cũng không tính làm khó ngươi. Bình Nhi thấy Cẩm Nương đi ra, ánh mắt sáng lên, nới lòng tay nắm áo tú cô thiếu Phu nhân. Bình Nhi cam đoan sẽ thành thật, cầu xin người đừng đưa Bình Nhi đi. Mặt cầm nương lạnh lại không có khả năng, một hồi người của bên tam lão gia sẽ qua đón ngươi đi, ta định tự mình tiễn ngươi đi, nhưng do ngươi luôn làm loạn, ta đã không còn tâm tình kia. Trong mắt Bình Nhi liền lộ ra tuyệt vọng, nhất thời ngẩn ngơ đứng lên từ dưới đất, lao nước mắt của mình đi, cười lạnh liên tục, lảo đảo lui về phía sau ngươi thật nhẫn tâm, gần gũi nhau như thế. Người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa." Cẩm Nương nghe xong rất muốn cười, sau đó đi đến cạnh bàn, bưng lên chén thuốc tú cô đặt ở trên bàn, nói với tú cô "Thuốc này dành cho ta." Tú cô nhanh chóng trả lời mới đun xong, còn nóng lắm, một lát ta đi lấy một ít ô mai đến cho người ăn, đợi lát nữa hãy uống." Cẩm Nương cười nói không có chuyện gì, ta sớm uống để mau tốt lại, cũng sớm đoạn tuyệt đi hy vọng của người khác." quay lại lạnh lùng nhìn bình nhi không phải muốn dùng sức khỏe của ta để uy hiếp sao ngoại trừ cái này ngươi còn gì có thể uy hiếp được ta nói xong thì buông chén thuốc xuống vì quá nóng bình nhi nghe được khẽ giật mình sắc mặt hơi trắng bệch ánh mắt xoay chuyển không nhìn tới cẩm nương trong miệng lại nói thật không không thể uy hiếp sao sợ là có chút chuyện ngươi cũng khó có thể ngờ tới ha ha luôn luôn có chuyện ngươi không ngờ tới. Nói xong thì ngây ngốc xoay người đi ra ngoài, trong mắt lộ ra hận ý. Lưu thị nghe xong lời nói của Vương ma ma, liền sợ tới mức không suy nghĩ được gì, quyết định tìm đến chỗ thiếu phu nhân cầu xin, nghe người ta nói, lúc thiếu phu nhân còn ở nhà mẹ đẻ, cơm ăn không đủ no, người này đã có khoảng thời gian khổ sở, nên sẽ luôn để ý đồ quý giá. Vì vậy, nàng đã chuẩn bị xong chút đồ liền vào viện của thiếu phu nhân không nghĩ tới thiếu phu nhân không gặp nàng, nàng đang nghĩ có nên hối lộ nhà đầu trong viện, để cho mình đi vào không, thì liền nghe trong phòng có người làm loạn. Nghe tiếng nói chuyện, thì ra là nha đầu hồi môn của nhị thiếu phu nhân. Ngày ấy nàng trong viện của Vương Phi cũng nghe nói, nhị thiếu gia đem hai nha hàn thiếp thân của nhị thiếu phu nhân cho tam lão gia, hóa ra là quậy không muốn đi, tam lão gia là một phế vật, một vài nha đầu khôn ngoan một chút đều sẽ không muốn qua chỗ tam lão ra để hắn đạp hư bất quá làm sao mà nha đầu kia lại uy hiếp thiếu phu nhân không muốn sống nữa sao hoặc nói nhị thiếu phu nhân là quả hồng mềm hoặc là bị nha đầu kia bắt lấy được nhược điểm cõi lòng lưu thị không khỏi tràn đầy hy vọng tránh ở trong một góc của nội viện cố gắng làm cho người khác không thấy nàng lỗ tai cố gắng tập trung sợ là bỏ qua câu nói nào ở trong phòng nghe được câu cuối cùng mắt nàng sáng lên, lén lút từ trong sân ra ngoài, khóe miệng cười đắc ý. Tứ Nhi nghe Bình Nhi nói ngày càng khó nghe, thì nắm chặt nàng cả giận lời này của ngươi có ý gì. Thiếu phu nhân cần gì sợ ngươi, cũng không thử soi gương, xem lại thân phận mình, còn dám uy hiếp thiếu phu nhân. Bình Nhi vung tay lên, thoát khỏi tay Tứ Nhi, cười lạnh hướng ra ngoài không phải nói muốn đưa ta đi sao. Nhanh lên chút đi, đừng có mà chần chờ nữa. Cẩm nương đang suy nghĩ lời nói của Bình Nhi, ý tứ của nàng không rõ ràng, chẳng lẽ mình ngoài mắc bệnh đó còn có bệnh nào khác sao? Hoặc là bệnh của mình có thể không khỏi hẳn, chính mình còn không biết, thì một nha đầu như nàng làm sao mà biết, nhìn mặt nàng không giống giả bộ. Nương tử người như vậy còn giữ làm gì, kêu người đến, trực tiếp đành chết đi. Chẳng biết từ lúc nào lãnh hoa đình đã tự đẩy xe ra ngoài, mặt lạnh quát cầm nương một bộ dáng không chút kiên nhẫn. Cẩm Nương vừa thấy cũng không để ý đến Bình Nhi nữa, đi đến, nhấc tay của hắn, sẵn giọng tướng công tay của chàng, không phải đã nói không cho chàng đẩy xe sao? Lãnh Hoa Đình nghe lời nói của nàng có chút đỏ mặt, xấu hổ nhìn nàng ai bảo nàng ra đây không chịu ở chung với ta, đem ta ném qua một bên không quan tâm, giọng nói u oán, như đứa nhỏ bình thường giận dỗi, hơn nữa bộ dáng diễm lệ mặt trắng má đỏ là mọi người trong phòng đều bị hấp dẫn. Chỉ là Bình Nhi vừa rồi bị hắn làm cho trong lòng run sợ hiện tại ánh mắt cũng ngây dại, ngạc nhiên, cũng không biết tranh thủ trốn đi, ánh mắt lãnh hoa đình nhếch lên lại thấy bộ dáng háo sắc của nàng, lập tức muốn tìm cái gì đó đập, nhưng trên bàn chỉ có một chén thuốc, hắn tức giận nhìn về phía tú cô quát không nghe lời nói của ra hay sao. Muốn làm phản sao? Tú cô nghe sợ run, cuống quýt la lớn người đâu, lôi ra ngoài đánh. Liền có hai bà tử thần hình to lớn đi đến, mỗi người một cánh tay lôi Bình Nhi ra ngoài. Bình Nhi bị dọa sợ đến mất mật, hướng về trong phòng kêu lên ra, ngươi không thể đối với Bình Nhi như vậy a. À? Hai bà tử không quan tâm nàng gọi thế nào, chỉ lôi nàng đi, Bình Nhi bị ngăn cản, giận dữ mắng lên tôn cẩm nương ngươi một kẻ không biết đẻ trứng. Tứ Nhi một mực theo sát, lấy khăn trong tay đã chuẩn bị sẵn, nghe nàng muốn nói bậy nói bạ, liền lấy khăn nhét vào miệng nàng. Bình Nhi liều mạng cắn răng, lắc đầu, bà tử thấy Tú Nhi lực yếu, kéo dây bố buộc bên mình kê vào miệng Bình Nhi, thoáng cái mở hàm răng nàng ra, nhét khăn vào. Bình Nhi rốt cuộc cũng không nói được lời nào, đưa nàng đến chỗ hai bà tử chấp hình, giơ hai thanh gõ lớn, vẻ mặt hung ác. Đang muốn đánh, thì thấy Vương Phi đem theo Vương Mama đến, tiến vào trong viện, thấy một màn này mặt không khỏi chìm xuống đối với bà tử đang muốn đánh nói khoan hãy đánh bà tử nhanh chóng buông cây xuống lúc phong nhi đang ở trong viện xem náo nhiệt thấy vương phi đến đây trong nội tâm kinh ngạc liền bước lên phía trước hành lễ với vương phi tứ nhi bên kia cũng đi tới dẫn đường phía trước cho vương phi nàng vén rẻm mà trong nội tâm hơi bối rối vương phi tới đây làm gì nhưng vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của vương ma ma trong lòng có chút không được tự nhiên, nàng hối hận, đều do Bình Nhi hại, lúc Lưu Thị đến đây, tuy thiếu phu nhân nó không gặp. Các nàng cũng đã đuổi nàng ra không cho phép vào trong, nhưng lại không để ý xem nàng có về hay không, lúc Bình Nhi quậy phá, sợ là bà ta trốn ở trong viện nghe lén, bà ta chính là chị dâu của Vương Mama, có cơ hội tốt để trả thù thiếu phu nhân, sao bà ta có thể buông tha chứ? Cẩm nương đang kiểm tra tay của lãnh hoa đình, sợ hắn dùng lực miệng vết thương lại rách ra mà vị kia không có kiên nhẫn tay đưa lên liền tóm mũi nàng trong miệng mắng oang oang nàng nói không giữ lời nói cái gì mà từ nay về sau đẩy xe cho ta một hồi lại biến mất mặc kệ ta từ nay về sau còn như vậy ta sẽ cố ý bị thương cho nàng xem cầm nương bị hắn huyên náo giờ khóc giờ cười có khi thật không biết hắn giả bộ hay căn bản hắn là như thế một hồi thì khôn khéo một hồi thì như đứa trẻ chưa trưởng thành, hoặc có thể hắn giả bộ đã lâu, vô ý thức sẽ lộ ra thần sắc đó, cái mũi bị hắn nắm ngứa ngứa, tức giận đánh tay của hắn. Chàng chê ta xấu, tại sao còn nắm mũi ta, một ngày nào đó bị hư ta sẽ tìm chàng bắt đền. Lãnh hoa đình nghe xong thì phốc cười tốt, cũng tự biết mình xấu, nếu bị hư ta cắt mũi ta đưa cho nàng được không. Lúc Vương Phi vừa vào nhà Vừa vặn nghe được lời nói của hắn liền dùng mình, Tiểu Đình đối với Cẩm Nương thật tốt, cắt mũi mình mà cũng nói ra. Bất quá, Cẩm Nương cũng lo lắng cho Tiểu Đình nha, nhìn vợ chồng son hòa thuận vui vẻ cực kỳ, cơn giận ở trong lòng vì thấy khung cảnh ở trong phòng liền giảm đi rất nhiều, nhưng khi nghĩ đến lời nói của Vương Mama về việc kia thì tim liền nhói lên. Cẩm Nương vừa nhìn lên liền thấy Vương phi đến, không khỏi kinh ngạc lập tức nghĩ đến việc ở trong viện đang phạt bình nhi vương phi chẳng lẽ vì bình nhi mà đến vừa nghĩ vậy liền vội vàng hành lễ với vương phi nương người không phải đang nghỉ ngơi ư trời lạnh như vậy làm sao người đến đây mau mau vào trong phòng ngồi phong nhi cầm chậu than tới đây nóng xong thì đỡ vương phi đến chính vị ngồi xuống lại đẩy lãnh hoa đình ngồi phía dưới vương phi vương phi xem bộ dáng hiền lành có hiểu biết của nàng rất khó có thể mở miệng nói về cái bệnh đó trước kia nàng chưa nghe nói qua nếu chỉ là tin đồn nhảm mà mình đi hỏi sẽ làm tổn thương lòng của con dâu tứ nhi dâng trà lên vương phi cầm lấy đặt lên bàn trong mắt cười nói trong viện xảy ra chuyện gì cẩm nương vừa nghe quả nhiên là việc của bình nhi vì bình nhi là giả đến hỏi bệnh của mình mới là thật a à, chỉ là không biết tại sao tin tức này lại truyền nhanh như vậy nên không khỏi nhìn vương mama bên cạnh vương phi vương ma ma sau khi đi vào liền rất ngoan ngoãn thành thật đứng đó cẩm nương nhìn mặt nàng nhưng nhất thời cũng không thấy cái gì liền không khỏi nhìn về phía lãnh hoa đình gặp khóe miệng hắn điềm nhiên cười giống như đang nói chấm xem đi ta nói chúng rồi thật tự rước phiền phức cẩm nương không khỏi ngưng lại nếu không phải vương phi ở tại đây nàng cũng muốn nắm lấy cái mũi của hắn bộ dáng của thằng nhãi này thật hả hê rất là đáng ghét Đình Nhi ghét nha đầu kia, bộ dáng ngu ngốc cứ nhìn tiểu đình chảy nước miếng, bẩn chết. Âm thầm tức giận, lại nghe bộ dáng làm nũng của lãnh hoa đình, cong môi nói với Vương Phi. Ánh mắt hắn đen thầm trong suốt, thanh tịnh vô tội, nhìn không ra nửa điểm nói dối. Vương Phi không khỏi giật mình, nghĩ lại thì muốn cười. Đình Nhi luôn tùy hứng như vậy, từ nhỏ không muốn người khác nhìn hắn, tính tình lại lớn lối, có người nhìn chằm chằm hắn sẽ giận xem ra trong nội viện nha đầu kia lại phạm vào sai lầm này rồi đình nhi không thể so sánh với nam tử khác hắn đẹp trai cực kỳ hợp mắt hắn sẽ đối với ngươi rất tốt không hợp mắt liền xem người ta là người lạ thậm chí còn chơi ác đình nhi cho dù ghét cũng không thể đánh chết người a à, mắng là được rồi vương phi cười nói lãnh hoa đình vừa nghe liền quay đầu đi không nhìn vương phi hai cánh tay đầy băng gạc bộ dáng tức giận lại không cách nào phát tác với Vương Phi, liền chút giận vào băng gạc. Cẩm nương nhìn thấy đã muốn cười, rồi sợ hắn bức băng gạc ra, nắm tay hắn la đừng kéo, mới bôi thuốc, tháo ra, một lát lại phải quấn lại, chàng lại chê ta quấn khó coi. Vương Phi nhìn bộ dáng của lãnh hoa đình liền thở dài, nói với Cẩm nương tay đình nhi bị làm sao mà băng lại, bị thương sao. Cẩm nương nghe xong thì chậm lại, vương phi không biết tay lãnh hoa đình bị như vậy sao trong nội tâm nàng không khỏi thấy cay đắng vết thương này là bị quanh năm suốt tháng a vương phi là mẹ của hắn mà lại không biết đến cuối cùng là có quan tâm hắn không trách không được ở trước mặt vương phi hắn cũng giả trang thành như vậy đang muốn nói rõ thì lãnh hoa đình lại dành trước chỉ là ngã thôi mấy hôm trước tiểu đình không cẩn thận nên ngã lúc nói chuyện mắt phượng bị bao bởi một tầng nước bộ dáng ủy khuất thương tâm, Vương Phi nghe xong đau lòng, vừa tức vừa giận nói người trong phòng này tại sao lại không chăm sóc nhị thiếu gia cẩn thận? Bình thường đông người như vậy, đều là tranh thủ thời gian lười biếng à? Nói xong thì nhìn về phía Cẩm Nương có chút oán trách. Cẩm Nương không khỏi ủy khuất, nhưng lại không thể bác bỏ lời nói của lãnh hoa đình, đành phải im lặng, không biết làm thế nào. đã nghe lãnh hoa đình tức giận nói cũng không phải vậy ở trong viện này có không ít người không nghe lời nói của ta cùng nương tử đều cho là mình được chủ tử sủng liền không biết trời cao đất rộng nhà đầu mới vừa rồi ở trong nội viện dám mắng nương tử hừ nương tử của ta muốn mắng chỉ có thể là ta mắng ai cũng không thể khi dễ nàng huống chi là một nhà đầu xấu xí không biết thẹn vương phi nghe xong cũng im lặng ban nãy vương mama ma chỉ nói cầm nương trừng trị nha đầu trong viện nói là nhà đầu kia nói sai chọc vào chỗ đau của cẩm nương, cho nên cẩm nương giận dữ, muốn đánh nha đầu kia, hóa ra là không phải sao. Người phía dưới ngươi cũng dám chửi mắng ngươi sao? Cái này phải đánh mới được, Vương Phi không khỏi nổi giận nói, nhìn cẩm nương một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghe nói là người đắc lực bên người ngươi. Ngươi ngày thường quá sủng ái các nàng, các nàng huyên náo cả ngày, hiện tại đã leo trên đầu ngươi, mắt lại nhìn lãnh hoa đình, cảm thấy con trai thật không sai thật không ngờ còn biết che chở cho con dâu. Ai nói hắn không hiểu chuyện, lời nói vừa rồi rất có đạo lý. Cẩm nương nghe xong thì nhanh chóng thừa nhận, ánh mắt nhìn lãnh hoa đình khẽ nhíu mày. Vương ma ma vẫn đứng ở bên cạnh thấy bộ dáng vương phi không muốn truy cứu, nên không khỏi ho nhẹ nói vương phi nói đúng, chỉ là thiếu phu nhân trẻ tuổi, sẽ bị bọn họ nhân không biết nặng nhẹ khi dễ, chỉ là hôm nay chuyện này không nhỏ, không biết đến tột cùng là mắng thiếu phu nhân cái gì mà làm cho thiếu phu nhân tức giận như vậy. Cẩm nương nghe xong liền nhăn mi lại, ngay cả lãnh hoa đình cũng không kiên nhẫn chừng mắt nhìn vương ma ma, vương phi nghe xong cũng hiểu, trong nội tâm vẫn để ý đến tin tức của vương ma ma đã nói, liền cười nới với cẩm nương cũng phải, nô tỳ này không biết kín miệng, lấn trên đầu ngươi, cùng lắm thì kêu người đến bán ra ngoài, không đáng đánh chết, dù gì cũng là mạng người lại hầu hạ ngươi nhiều năm ngươi lại mới cưới hỷ sự vừa qua huyết khí quá nặng sẽ có điểm xấu cầm nương nghe xong liền không tiện từ chối đôi mắt xin giúp đỡ nhìn về phía lãnh hoa đình lãnh hoa đình bất tác dĩ than nhẹ nói với vương phi đã đối với nương tử là điểm xấu vậy thì không đánh chết tội chết bỏ qua tội sống khó tha tú cô ngươi kéo nha đầu kia nhốt vào phòng chứa củi qua vài ngày hãy thả không cho ăn cơm tránh cho người trong viện nghĩ nương tử dễ khi dễ. Tú cô vừa nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, lời này của thiếu gia nàng hiểu, chính là đừng cho Bình nhi có cơ hội nói bậy bạ trước mặt Vương phi. Ban đầu Tú cô không biết Tứ nhi giận cái gì, về sau Bình nhi mắng câu cuối cùng nàng mới rõ tất cả, hóa ra Bình nhi là người tâm thuật bất tránh. Trước kia ở tại Tôn phủ, lão phu nhân đã từng nhắc nhở qua, quả nhiên người kia là người trong viện mình. Tú cô càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ với thiếu phu nhân, chính mình còn luôn nói chuyện thay cho Bình Nhi. Không biết nàng ta kỳ thật đã bán đứng thiếu phu nhân, quả thật nên đánh chết mới đúng. Tú cô ra cửa vung tay lên nói với bốn bà tử thiếu gia nói hãy kéo ra sau viện trước, nhốt vào phòng chứa củi qua vài ngày nói sau, nhanh đem người kéo xuống. Chậm đã, tú cô làm gì gấp thế, vương ma ma chẳng biết lúc nào đã đi sau tú cô nói, cũng không đợi Tú cô đồng ý, nàng liền đến trước mặt Bình Nhi lôi miếng vải trong miệng Bình Nhi ra. Bình Nhi sợ tới mức hồn đã mất phân nửa, cho là hôm nay tránh không khỏi, không nghĩ tới Vương Phi đột nhiên tới đây, nàng lập tức như thấy lại ánh sáng, không để ý tới hai bà tử khỏe mạnh mà liều mạng dẫy giụa, chẳng qua trong miệng bị nhét khăn, nên chỉ có thể ngô mô, mà không thể nói được lời nào, nghe Tú cô nói không đánh, chỉ là giam vào phòng chứa củi nên cả người đều mềm nhũn, tim cũng quay về lồng ngực, nhưng lại không ngờ, thoáng chốc miếng vải trong miệng đã được lấy ra, trước mắt hiện ra một đôi mắt già dặn khôn khéo. Ánh mắt như truyền suy nghĩ, đầu óc Bình Nhi còn chưa linh hoạt, không hiểu, nàng là ai, bát quá chắc là người trong viện Vương Phi, miệng vừa được tự do liền đứng dậy la Vương Phi cứu Nô Tì A, Nô Tì có chuyện cần bẩm báo. Tú cô nghe xong thì khẩn trương quát hai bà tử còn không kéo xuống. Không thì nàng lại xông tới chỗ Vương phi, cái con quỷ nhỏ này như bị ma ám vậy. Nói xong quay lại cười cười với Vương mama, trong mắt lộ ra tia tức giận, Vương mama này cố tình điều tra, nhưng Tú cô lại không biết Vương mama có phải là được Vương phi sai tới hay không, nên không tiện đắc tội với nàng, vì vậy thái độ vẫn cung kính. Tú cô cần gì phải gấp gáp, không nghe nha đầu kia nối có chuyện bẩm báo sao? Vương phi là người công chính, không để người trong phủ bị oan, chẳng lẽ tú cô biết bí mật của nhà đầu kia là gì sao?" Vương mama cười lạnh nói, trong lòng lại nghĩ, nếu nhà đầu kia nói thật về phương diện sinh con của thiếu phu nhân có vấn đề, tất nhiên Vương phi sẽ đối với thiếu phu nhân lạnh tâm, hơn nữa chứng bệnh lớn như vậy, nếu trước đó để Vương phủ biết được, dù Vương phi có yêu mến, cũng sẽ không cưới người này, hôm nay biết rõ, Vương phi sẽ có cảm giác bị lừa gạt. Vì vậy sẽ không có khả năng tin tưởng thiếu phu nhân nữa, càng không có khả năng để thiếu phu nhân tra chuyện phòng bếp. Vương mama, ngài tự hồ quản hơi rộng a, à, vừa rồi ngài không nghe thiếu gia bảo ta kéo người xuống sao? Nếu chọc giận thiếu gia, sợ Vương phi cũng không vui a. À. Tú cô bất chấp có tội hay không, dù sao cũng phải bảo vệ thiếu phu nhân trước rồi nói sau, nói xong liền nháy mắt với hai bà tử. Hai bà tử này lại do dự Địa vị Vương Mama ở trong phủ rất lớn Ngày thường tiểu chủ tử đối với nàng cũng rất cung kính Các nàng không biết làm thế nào Mọi người đều ở trong phủ kiếm ăn Đắc tội với người bên cạnh Vương Phi các nàng quả thật gánh không nổi Tuy nói thân phận Tú Cô cũng quan trọng Nhưng thiếu phu nhân vẫn không trưởng quản nhà cửa Nên không có thực quyền Đắc tội với Tú Cô bất quá sẽ không ở viện này nữa Vẫn có thể tìm Vương Mama giúp điều đi nơi khác Cân nhắc xong hai bà tử liền liếc nhau, rồi giả điếc, đối với ánh mắt Tú cô coi như không thấy. Tú cô vừa tức vừa vội, mà bên này Bình Nhi cũng thanh tỉnh lại một ít, nhận ra Vương Mama là người bên cạnh Vương Phi, liền như điên khùng bổ nhào qua, hai bà tử thừa cơ buông lỏng tay, thân thể Bình Nhi mất thăng bằng, lại dung nhiều sức mà nhào qua, nên làm cho Vương Mama té xuống chồng chân lên trời, nằm trên mặt đất kêu rên. Bình nhi té vào thân hình mập mạp của Vương Mama, ngược lại nàng không bị thương gì nhưng bị sợ đến hồn phiếu phách tán, Vương Mama là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng. Sao nàng lại làm Vương Mama bị thương chứ? Nên quýnh quán đứng dậy, nhưng lại càng phạm phải sai lầm, là dung hai tay chống lên bụng Vương Mama, Vương Mama đã quen sống an nhàn sung sướng, tay nàng vừa đè lên, liền thét lên đau đớn. Tú cô đứng bên cạnh buồn cười, hai bà tử nhìn thấy cũng muốn cười nhưng sợ hãi vì thế một người nhanh chóng kéo bình nhi ra người khác thì đỡ vương ma ma dậy bà ta liền kêu lên ôi eo của ta từ từ thôi không được nhào đến chớ lộn xộn tú cô vừa nghe vừa thấy giải hận nghĩ thầm đây là tự mình tìm không có chuyện gì làm hay sao mà đi quản chuyện tiểu viện vì vậy nàng giả ngu không gọi người đến bình nhi không nghĩ sự tình lại hành như vậy thoáng một cái đã luống cuống tay chân nàng giả vờ như vậy để cho vương mama mau chóng dắt nàng đi gặp vương phi nhưng lại vô ý đẩy ngã vương mama làm cho vương mama hét thảm hiện tại đã hiểu vì sao mà nha đầu kia bị đánh chết thật sự quá ngu xuẩn nên không khỏi nổi giận ngươi muốn làm cho ta chết à bình nhi sợ tới mức buông tay vẻ mặt mờ mịt bộ dáng đáng thương một bà tử biết xoa bóp đang xoa cho vương mama hai cái nên vương mama đã đỡ hơn chút ít được dìu ngồi dậy sau đó hai bà tử đồng loạt dùng sức mới miễn cưỡng đứng dậy nổi, vì bị thương eo bên trái, nên không dám lộn xộn, lấy tay bám lấy tường, cứng ngắc như cương thi mà đi vào phòng, Bình Nhi cúi đầu đi theo. Lúc này Tú Cô phẫn nộ nói với hai bà tử hai người các ngươi đến đây, đem nàng kéo vào trong phòng củi, đừng để cho nàng làm mất mặt nữa. Hai bà tử nhìn nhau, hay là nghe lời Tú Cô nói thôi, vì vậy liền đi lên kéo người, Bình Nhi lại hét lên, Tú cô không nói hai lời nhặt lại miếng vải dưới đất nhét vào miệng nàng, phất tay cho hai bà tử kéo xuống. Vương ma ma muốn ngăn cản, nhưng mà trên lưng rất đau, đều do nha đầu chết tiệt kia ban tặng. Còn nữa, dù sao nơi này không phải nội viện của Vương Phi, nên nàng cũng không có quyền quyết định, dù sao nha đầu kia hôm nay cũng không chết, đợi khi eo mình khỏi rồi sẽ đi hỏi nàng, lúc đó không sợ cha không ra tin tốt từ trong miệng nàng. Trong phòng, Cẩm nương cũng nghe được âm thanh náo loạn của Bình Nhi, trong lòng không khỏi thở dài, đầu óc xoay chuyển nhanh, nếu cứ lừa gạt như vậy còn không bằng mình nói cho Vương Phi cùng lãnh hoa đình. Dù sao cũng không phải là bệnh không trị được, mình không phải đang uống thuốc sao? Đang muốn mở miệng, thì Vương Phi lại thấy được chén thuốc trên bàn liền hỏi ai uống thuốc thế? Là người sao Đình Nhi? Ánh mắt lãnh hoa đình muốn trợn trắng, mình muốn uống thuốc cũng không phải giờ này, mỗi lần uống đều là ban đêm dược này chỉ là để áp chế độc mà thôi đã uống nhiều năm như vậy hiện giờ vương phi còn không biết mà hỏi vấn đề này ti ti hai bà mẹ này đúng là quá vô tâm nương thuốc này là để con uống cầm nương bình tĩnh nói lãnh hoa đình nghe xong liền nhìn cầm nương cầm nương toàn uống thuốc sau lưng hắn nhưng hắn cũng từng gặp hai lần rồi thấy nàng không muốn nói nên hắn cũng không có hỏi nghĩ lại tất cả mọi người đều có chuyện mình không muốn nói giống như hắn hắn uống cũng không để cho cầm nương nhìn thấy vì vậy hắn có thể hiểu được không nghĩ đến hôm nay nàng lại nói trước mặt vương phi a à, người làm sao thân thể chỗ nào không tốt sao vương phi nghe xong trong lòng run run chuyện này không phải thật chứ bất quá cầm nương chịu nói với mình sao quả thật có chút không khỏe thuốc này cũng đã uống nhiều tháng rồi hơn nữa chuyển biến đã tốt hơn rất nhiều. Cẩm Nương nói nhưng mặt lại có chút đỏ, dù sao nàng còn là cô nương nha, Lãnh Hoa Đình còn ngồi bên cạnh, nàng cũng không thể nào ở trước mặt hắn nói chuyện có thai, kinh nguyệt gì gì đó. Vương phi thật tâm hỏi đến cuối cùng là bệnh gì mà phải uống thuốc mấy tháng. Cẩm Nương do dự, nhưng rồi thản nhiên nói với Vương phi lúc trước ở tại nhà mẹ đẻ, Ngự y Lưu Y chính trong cung có nói, con thuộc cung hàn lại mệt nhọc quá độ, cho nên có chứng bệnh bất túc, hắn nói, chỉ cần uống phương thuốc của hắn, không tới nửa năm là có thể tốt lên, cho nên con vẫn uống thuốc, hơn nữa, thật sự cũng đã tốt lên rất nhiều. Vương phi nghe xong thì hết hồn đứng lên, thật sự là sợ cái gì, nếu quả thật là chứng bệnh bất túc, như vậy không phải rất khó có thai sao? Cái này không thể được, mình mong Đình Nhi có đứa bé nhất, nếu không có chỉ sợ thế tử phi sẽ sớm sinh hài tử, cho nên mình mới nhanh chóng giúp tiểu đình lấy vợ sinh con, tốt nhất là con mình sinh ra cháu trước, như vậy mọi chuyện đều dễ làm, vậy mà lấy phải con dâu bị chứng bệnh, bất túc, làm cho vương phi không khỏi tức giận, mắng ngươi, ngươi thật sự là buồn cười, đã không sinh được thì gả tới làm chi. Lãnh Hoa Đình đối với lời nói của Cẩm nương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng lại có chứng bệnh xấu này. Lúc trước hắn có phái người đi tôn phủ mặc dù biết nàng có uống thuốc, nhưng chỉ biết là bệnh của nữ nhi, không nghĩ tới lại bệnh nghiêm trọng như vậy. Bất quá Lưu Y Chính đã nói có thể khỏe lại thì đã nắm chắc, vì hắn biết rất rõ Lưu Y Chính là người cực kỳ kiêu ngạo, nói một thì sẽ không có hai, hơn nữa y thuật rất tốt. Dù sao thân thể hắn bây giờ vẫn còn trúng độc, nên không thể có con quá sớm, cho nên cũng không lo lắng lắm nhưng không nghĩ tới vương phi lại giận dữ mắng cầm nương hắn không khỏi giận hướng về vương phi nói cũng không phải nói là không lành bệnh không phải nương tử nói có chuyển biến tốt đẹp rồi sao nương người làm gì làm nương tử sợ làm sao bây giờ vương phi bị lãnh hoa đình nói như vậy khẽ giật mình không nghĩ tới nhi tử vì vợ khiển trách mình như vậy trong nội tâm liền đau buồn cái mũi ửng đỏ lên nhìn lãnh hoa đình đình nhi ngươi mắng ta cổ lãnh hoa đình cứng ngắc nghiêng đầu nói với cẩm nương ai bảo người la nương tử của ta ta không cho ai la nương tử ta nương cũng không được nói xong vành mắt ửng hồng bước đến gần vương phi khóc lên đưa ta ra vị nàng đình nhi đình nhi thật vất vả mới lấy được nương tử người ta người ta sẽ không nói đình nhi là đứa trẻ nữa nương tử đối với đình nhi rất tốt nương người lại khi dễ nương tử người là người xấu ta không thích nương không thích nương bộ dạng như đứa nhỏ bị mất món đồ chơi yêu thích nhất khóc lóc náo loạn muốn tìm người lớn bộ dáng nếu không được sẽ không bỏ qua nước mắt kia không biết từ đâu mà chảy không ngừng vương phi nhìn thấy hắn khóc liền cuống lên nghe miệng hắn nói không thích nương trong nội tâm càng buồn năm đó đình nhi nhiễm bệnh cũng do nàng sai lầm nếu năm đó nàng chú ý tiểu đình cũng sẽ không vừa nghĩ đến chuyện xưa vương phi xấu hổ nên bận rộn vỗ Lãnh Hoa Đình tiểu đình thật ngoan a, à. nương không mắng cầm nương, không mắng, đừng khóc, đừng khóc làm nương đau lòng a. À. Vừa nói vừa nắm bả vai Lãnh Hoa Đình dựa vào ngực mình. Cầm nương thấy vậy liền trợn mắt há miệng, hắn đúng thật là khóc, nước mắt kia nói đến là đến, không cần có công tác chuẩn bị, thực là nhân tài a, à. nếu ở hiện đại chắc sẽ thành minh tinh, bất quá, trong nội tâm nàng lại ngọt ngào cảm động tưởng rằng hắn nghe xong cũng sẽ sợ, cho dù không bỏ mình, cũng sẽ tức giận. Dù sao mình cũng giấu bọn họ, nhưng mà, nhưng mà hắn chẳng những không tức giận, còn suy nghĩ tất cả biện pháp che chở cho mình, làm nàng thấy như rót mật vào lòng, cảm động đồng thời còn ngọt ngào hạnh phúc. Còn nữa, chúng ta nhanh chóng mời thái y đến trị liệu cho nương tử. Nàng ngốc ô ô không biết rõ chuyện gì à? Dù có uống nhầm thuốc cũng không biết lãnh hoa đình ở trong ngực vương phi ló đầu ra đôi mắt phượng mê người ngập nước ánh mắt càng thêm trong sáng khóc thút thít nói với vương phi vương phi nghe như thế cũng cảm thấy đúng nàng ấy nói vẫn luôn uống thuốc chắc là uống phương thuốc tại nhà mẹ đẻ hiện tại đã lâu như vậy phương thuốc kia còn tác dụng hay không dù có chuyển biến tốt đẹp như thế nào cũng không biết sợ nhất chính là chuẩn trị nhầm nên nàng vuốt ve lãnh hoa đình đình nhi nghĩ rất chu đáo một hồi nương cho người đi thái y viện mời người đến. Cẩm nương nghe xong cũng thấy cố lý, mình cũng đã uống thuốc nhiều tháng như vậy rồi, hiệu quả thế nào vẫn chưa mời thái y xem lại bệnh, nên nàng dung ánh mắt cảm ơn nhìn lãnh hoa đình. Vương Phi cũng không tức giận, tâm tư toàn bộ chuyển sang bệnh tình của Cẩm nương, liền hỏi nàng uống thuốc thế nào, dùng bao lâu, chu kỳ kinh nguyệt không bình thường thế nào vân vân. Cẩm nương tuy là ngượng nhưng vẫn thành thật trả lời, lúc nói chuyện ánh mắt bất chợt nhìn về phía lạnh hoa đình, thấy người kia dùng ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn nàng. Mới vừa rồi còn như dòng nước đang chảy, hiện tại đã diễu cợt nàng rồi, bất quá, cặp mắt phượng kia lưu chuyển, mang theo phong tình vạn trùng, khiến cầm nương nhịn không được mà tim đập nhanh, nếu không phải có vương phi ở đây nàng thực sẽ đi đến ôm hắn rồi cắn một phát. Ba người đang trò chuyện, thì vương ma ma được người ta đưa vào, Vương phi vừa nhìn thấy Vương mama vểnh thân thể lên, cái eo cứng ngắc, một tay vịn eo, đi đứng khó khăn, liền hỏi ngươi làm sao vậy? Mặt Vương mama đỏ lên lúng túng nói nô tỳ vừa đi xem nha đầu trong sân, không cẩn thận nên ngã. Vương phi vừa nghe liền chìm mặt xuống ngươi cũng vậy, tuổi đã cao, thời tiết lại lạnh, còn đi xem náo nhiệt làm gì, đây không phải là tự tìm lấy hay sao? Vương mama nghe xong thì rất không tự nhiên ngượng ngùng cười cười, cũng không lên tiếng. Vương Phi nhíu mày nói với nàng đã bị thương thì trở về nghỉ ngơi mấy ngày, để hai bà tử này đỡ ngươi về, ở trong phòng nghỉ ngơi sẽ thoải mái một chút, ngày mai ta cho Bích Vân đi lấy thuốc cho ngươi. Vương Ma nghe xong thì khẩn trương, trong lúc quan trọng này sao mình có thể nghỉ ngơi, chỉ dựa vào lưu thị sẽ thành công thì ít thất bại thì nhiều, nếu thiếu phu nhân cha ra, không phải mọi người đều dính líu sao. Không được, mình quyết không thể nghỉ ngơi lúc này." Cắn răng đứng thẳng người tạ chủ tử, chỉ là thương thế cũng không có gì, một hồi để cho người xoa bóp cho nô tỳ vài cái thì tốt rồi, không cần trở về nghỉ. Cẩm Nương thì lại cười nói "Mama, người cũng đừng từ chối, đây cũng là tâm ý của nương, ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi, sớm dưỡng thân thể cho tốt rồi trở về mới đúng." Nói xong thì quay đầu bảo Tứ Nhi đang đi vào phòng mình cầm nhân xâm đến, đưa cho Vương Mama. Kỳ thật cầm nương cũng biết tâm tư của vương ma ma, sợ là không dám đi thôi, cứ nhìn chằm chằm chuyện trong viện của mình, không phải là muốn cách ngăn cản mình tra sổ sách trong nhà bếp sao. Xem ra hôm nay, bà ta nói cái gì mà mình không tham lam tất cả đều là giả. Hừ, đây là trời báo ứng, ngã chật eo, thực sự phải cho trở về nghỉ ngơi mấy ngày mới tốt, thừa dịp bà ta không có ở đây, đối phó một mình lưu thị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương Phi thấy vậy liền gật đầu, người con dâu này mặc dù có chút bệnh tật nhưng nhân phẩm rất tốt lại thông tuệ mọi người trong phủ từ cao tới thấp đều rất tin phục nàng đình nhi theo nàng cũng sửa lại tính tình không ít so với trước kia thì đã nói chuyện nhiều hơn cười cũng nhiều hơn trước kia đâu có thấy hắn cười vương ma ma tất nhiên từ chối một chút nhưng vẫn nhận nhân sâm từ cẩm nương trong nội tâm có chút ngại nhưng bà nói vẫn phải nói vì không có biện pháp ai bảo thiếu phu nhân không chịu nề tình đều là người ép ta à. Vương ma ma cáo từ, lúc đang đi tới cửa, lại quay đầu nói với vương phi A chủ tử, nhà đầu lúc nãy ở trong nội viện nói có chuyện cần bẩm báo với người, giống như là nói về chuyện của thiếu phu nhân. Vương phi nghe xong mặt càng thêm đen, vương ma ma càng lúc càng không hiểu chuyện, loại chuyện này dù muốn nói cũng phải chờ mình về viện hãn nói, sao lại nói ở trước mặt con dâu và con trai chứ, giống như mình đi đến đây, là tìm cách bắt lỗi con dâu vậy nên không khỏi quát ngươi nhanh chóng đi xuống đi những việc này không cần ngươi quan tâm vương ma ma nghe xong thì chấn động mấp máy miệng nhưng rốt cuộc cũng không dám nói nữa mà lui ra ngoài người còn chưa ra khỏi thì đột nhiên bên ngoài có người xông vào như gió xoáy đụng mạnh làm cho vương ma ma té trên mặt đất ngoài nọ cũng không nhìn xem là đụng chúng ai đối với người cản đường hắn còn đá mắng người nào không có mắt ngăn cản đường của lão gia vừa cúi đầu nhìn một cái thấy là vương ma ma trong phòng vương phi thì sắc mặt biến hóa nhưng vẫn ngẩng đầu lên mà đi vào vương ma ma bị thương liên tục vừa rồi bị đụng một cái khiến eo bị thương hiện tại lại bị người ta đá vào eo đau đến mắt lập tức chảy nước vừa muốn mắng nhưng ngẩng đầu lên liền thấy tam lão gia gian ác vì vậy phải ngậm miệng để hai bà tử tiến lên đỡ nàng đi ra ngoài Tam lão ra nhìn thấy Vương mama cũng không quan tâm nàng hô với người trong phòng cháu dâu nghe nói ngươi đang đánh mỹ nhân của ta đó là người người tặng ta a à. cũng đừng đánh chết đánh chết phải bồi thường cho ta hai mỹ nhân a à. Vương Phi đang ở trong phòng nghe xong nhíu mi Tam lão ra sao lại đến đây không khỏi liếc mắt nhìn cầm nương cầm nương trong lòng cũng lo lắng Nhà đầu Bình Nhi kia bây giờ đang hận nàng thấu xương, nghĩ mọi biện pháp đưa nàng vào chỗ hiểm, nếu đưa qua chỗ Tam lão gia sợ nàng ta lại nói lung tung. Dù sao Vương phi cũng đứng về phía mình, cho dù biết bệnh này có thể không trị được thì cũng không nói với người khác, nhưng Tam lão gia thì lại khác, Tam lão gia là người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hoặc nói, là người ước gì vương gia gặp chuyện, nếu thật sự cho hắn biết, còn phải là ồn ào cả phủ sao? nếu lão phu nhân biết nhất định sẽ náo loạn để cho vương gia bỏ mình vì vậy nàng càng nghĩ càng sợ liền ngước nhìn lãnh hoa đình đã thấy hắn cau mày bộ dáng trầm tư vẻ mặt của vương phi cũng thay đổi không biết ứng đối thế nào cẩm nương đành phải cười nghênh đón tam lão gia nói ngọn gió nào đem tam thúc thổi đến viện của cháu thế thật đúng là khách quý a à. tam lão gia thấy nàng cười thân thiện thì liền phất tay nói ta mới vừa nghe có người báo nói ngươi muốn đánh chết mỹ nhân muốn tặng cho ta. Tam thúc ngươi là người thương hoa tiếc ngọc, tất nhiên là phải cứu nàng. Không biết vì sao cháu dâu lại ra tay độc ác như vậy, tuy là cười nói nhưng ngữ khí thật bất thiện. Cẩm nương vừa nghe, trong nội tâm có chút giận, trong viện này thật là có chuyện gì cũng giấu không được, bất quá chỉ là muốn chừng trị một nha hoàn, mà cả người của Tây Phủ cũng biết, xem ra xong việc này rồi, phải tra xét lại, cứ như vậy xuống, bí mật gì cũng không giữ được. Tam thúc, không phải là cháu dâu lòng dạ độc ác, mà là nhà đầu kia quá mức ác độc, sống chết không chịu đi qua viện của ngài, còn nói ngài là. Cẩm nương nhìn biểu hiện của tam lão gia, nói đến đây thì liền dừng lại, quả nhiên nói tới đây mặt tam lão gia đã đen lại, quay sang hỏi nói ta cái gì. Ngươi không cần bận tâm, nó chi tiết đi. Còn không phải là nói người là lão đầu tử, quỷ háo sắc, phế vật sao? Tam thúc, lời này dù sao ngươi cũng nghe nhiều, nếu người không muốn nha đầu kia, vậy hãy để cho người ta làm việc đi. Lãnh hoa đình đột nhiên tiếp lời nói, dù sao cũng là lời mắng tam lão gia, hắn sợ cẩm nương nói ra tam lão gia sẽ ghi hận, vì vậy bản thân mới nói trước, bát quá, cũng đúng lúc mắng thêm mấy câu, để xả giận. Tâm lão gia quả nhiên giận dữ, nhảy bậc lên mắng ta phi, bất quá chỉ là đĩ, còn dám mắng lão gia ta, người ta không muốn đem kỹ nữ này về, đi, đem người tới ta đạp chết nàng. Vương Phi nghe xong liền hòa giải, nhíu mi nói lão tam, người chớ hổ nháo, đây là viện của Đình Nhi, Đình Nhi mới tân hôn không lâu, không thể thấy máu, ta vốn nghe nha đầu kia mắng cũng tức giận, định đánh chết nàng, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến vợ chồng son, nên mới cho người nhốt nha đầu kia lại, bỏ đói nàng mười ngày để cho mọi người về sau chú ý lời nói. Tam lão gia có chút cố kỵ vương phi, nghe nàng nói như vậy mới bình tĩnh chút ít, bất quá vẫn thở phì phì. Cẩm nương nghe xong cười nói với Tam lão gia: Tam thúc không phải là muốn mỹ nhân sao? Hôm nào cháu dâu chọn lại cho người là được, xin người bớt giận a. À. Tam lão gia vừa nghe sẽ đưa mỹ nhân đến, mặt mày lập tức hớn hở lên nói vẫn là cháu dâu tốt, vương tẩu người thật có phúc mới cưới được nàng dâu tốt kỳ thật tam lão gia được báo là nhà đầu kia không chịu qua viện mình lại xông tới náo loạn cháu dâu cho nên mới bị đánh chết hắn chỉ muốn có mỹ nhân như xuân hồng để hưởng dụng nên lòng ngứa khó nhịn tính tình cương liệt thì càng có hương vị cho nên mới vội vàng chạy đến nên cũng tin lời nói này nhà đầu kia xem thường mình đánh chết cũng xứng đáng cẩm nương thấy tam lão gia không náo loạn liền bắt đầu nhắc đến việc cửa hàng thành đông tam thúc hai ngày nay người đi cửa hàng không biết buôn bán thế nào rồi tam lão ra nghe nàng hỏi liền giật mình trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ đỏ mặt nói cái kia a à, hai ngày nay ta rất bận còn chưa có đi qua ngày mai sẽ đi ngày mai sẽ đi nói xong liền đưa mắt liếc trộm vương phi nhìn thấy sắc mặt vương phi u ám lập tức cảm giác mông như ngồi trên đống lửa liền đứng dậy cáo từ cẩm nương cũng không giữ người lại bất quá chỉ nói hai câu hợp tình hợp lý tam lão ra sau lưng tựa như có gắn mũi tên bắn chạy nhanh như làn khói tam lão ra đi rồi vương phi liền nói với cẩm nương nha đầu kia giữ lại không được giữ lại chỉ là tai họa hai người các ngươi đừng quản ta sẽ tìm cách xử lý nói xong thì muốn đứng dậy cẩm nương nghe xong cũng hiểu được ý kia chỉ là không biết vương phi dùng biện pháp gì bất quá làm người ở nhà cao cửa rộng đã lâu, cũng nhất định sẽ có chút thủ đoạn không ai biết, nhìn vương phi xinh đẹp cao quý, như tiên nữ, nhưng thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi đưa vương phi đi khỏi, Lãnh Hoa đình túm lấy cẩm nương, ngắt cái mũi của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói xấu vẫn là xấu, nhưng ngốc đến thế, đã sớm nói với nàng giải quyết đi, khôn ngoan, biết tính toán mà lại làm cây cột cho người ta bò lên, nàng chính là mềm lòng lần này thì được bài học rồi à. Cẩm nương chưa kịp chuẩn bị đã bị túm mũi, nhéo vặn đến đau nhức, cái mũi thẳng hừ hừ, bộ dáng khó chịu, lãnh hoa đình cuối cùng vẫn là không nỡ, nên buông lòng tay, đem nàng thả ra nói từ nay hãy đề phòng cẩn thận, đừng mềm lòng, trong phủ này, nàng không có lòng dạ độc ác, mọi người sẽ nghĩ nàng dễ bị bắt nạt, cuối cùng người bị hại là nàng, biết chưa? Trong lòng cẩm nương chua sót, hắn nói lời nói này là do lúc trước hắn đã từng cảm nhận qua có lẽ lúc trước hắn thật khờ dài cho nên kết quả mới bị như vậy nghĩ tới đây nàng đi tới gần hắn một chút đem đầu hắn ủ vào trong ngực giống như vương phi rồi nói yên tâm đi tướng công từ nay về sau ta sẽ cẩn thận tuyệt đối không để người ta làm hại đến ta cũng không để hại đến chàng nữa chúng ta ở chung một chỗ cũng cố gắng phải ở trong phủ này mà trải qua cuộc sống vui vẻ được không phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn